Xin uh, tiến sĩ có thể cho mọi người biết ranh giới giữa tâm linh và mê tín được không ạ? Và làm thế nào để tránh được cái việc mê tín trong các cái chương trình tâm linh? À vâng. À, đây cũng là một câu hỏi mà nhiều người quan tâm. À, ở đây thì uh, chúng ta có thường xã hội hay uh, hay nhầm lẫn giữa cái mê tín và tín ngưỡng thường có những phong trào có những lễ hội hoặc cái tập tục nó mang tính tín ngưỡng tất nhiên là tín ngưỡng cũng không hẳn là cái tín ngưỡng nó cứ phải tâm linh tín ngưỡng là cái lòng à, tin à, sự mến mộ ngưỡng vọng vào một cái gì đó hoặc là tín ngưỡng là tôn thờ một cái vị vua vị thần linh hoặc là những người có mà ích có lợi cho dân cho nước hoặc là những người mà người ta cảm thấy kính trọng thì đấy gọi là tín ngưỡng ngưỡng là ngưỡng mong mà kính ngưỡng thì gọi là tín ngưỡng nhưng không phải cứ tín ngưỡng là mê tín có những cái tín ngưỡng thì lại rơi vào mê tín nhưng có tín ngưỡng thì thuần túy là sinh hoạt văn hóa cộng đồng hoặc là cái tập tục của địa phương họ làm đấy như vậy cho nó vui và nó giữ lại cái truyền thống ví dụ như là té nước lấy may này hoặc là cái lễ này lễ khác họ làm cái nghi thức mang cái tính chất văn hóa còn mê tín nó khác hẳn à? rồi là khoa học nó cũng khác hẳn à? thì hôm nay chúng ta phải khai căn cái chữ mê tín và cái chữ khoa học nó có sự khác nhau như thế nào trước hết chữ mê tín ý, nó là cái tiếng hán việt từ hán việt tín là lòng tin và ví dụ như gọi là tín chấp tức là lòng tin tín nhiệm gọi là tín còn à, chữ mê thế là mê mờ. Mê tín là tin một cách mê mờ trong cái lúc cái thần kinh của mình không được sáng tỏ, không được rõ ràng. Cho nên là chữ mê này là tin một cách mê muội thì người ta gọi là mê tín. Thì trong cái cặp phạm trù đối diện với mê tín thì người ta có cặp là tránh tín. Tức là tin một cái gì đó chân chính thì gọi là tránh tín đối diện với tránh tín thì nó là mê tín thì trong cái ngôn ngữ của các sách của nhà phật người ta dùng là mê tín và tránh tín thì trong khi chúng ta đi tu tập tín ngưỡng của các tôn giáo thì người ta thường là phải đi theo tránh tín tức là cũng là lòng tin lòng tin ấy nhưng mà tin một cách chân chính còn mê tín thì tin một cách mê muội không có cơ sở nào cả Đấy. Thế trong cái chữ mê tín này Nó là có chia ra Làm hai Cái trạng thái riêng Mê tín Cực tả Và mê tín cực hữu Nếu chúng ta không cẩn thận Thì chúng ta rơi vào Mê tín cực tả Nhưng vì chúng ta nhu nhược Thì chúng ta rơi vào mê tín cực hữu thế nào là mê tín cực tả mê tín cực tả là thế này này là tin quá mức tín là lòng tin mà nó quá mức vào mình gọi là mê tín cực tả vậy thì tin vào mình một cách quá đáng nếu như những cái gì mà tôi không nhìn thấy tôi không chứng kiến tôi tôi phủ định nếu như cái cái tinh thần khoa học thì người ta không phủ định mà đó là tôi chưa biết điều này tôi chưa biết điều kia và tôi không phủ định tôi cũng không công nhận thì tôi cũng chưa phủ định vội vì chưa đủ bằng chứng để phủ định nó nhưng bây giờ tôi cứ không biết không chứng kiến là tôi phủ định luôn ví dụ như ai người ta nói về cái việc này việc khác nhưng vì mình không chứng kiến mình không giác ngộ hoặc mình không nhìn thấy là mình sổ tuyệt luôn đấy gọi là tin mình một cách quá đáng thậm chí chúng ta thấy có những nhiều việc mà chúng ta định ra một cái kế hoạch 5 năm, 10 năm kế hoạch tương lâu dài nhưng không có một cơ sở nào đó mà tự nghĩ ra, tự tin mình vạch ra cái đường lối, đường lối ấy là là chuẩn, đường lối ấy là chính xác. Thế là vạch ra đường lối kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 5 năm lần thứ hai là kế hoạch của mình. Nhưng cái kế hoạch đó là không dựa vào yếu tố khách quan mà hoàn toàn dựa vào cái yếu tố chủ quan của mình, tức là tin mình một cách chắc chắn. Và mình cho cái đấy là đúng đắn thì đấy cũng là mê tín cực tả. Và thường cái mê tín tín cực tả nó dẫn đến cái kế hoạch quyết sách sai lầm. Không những nối với cá nhân mình thì là cái sai lầm của cá nhân. Và đối với một tập thể thì nó dẫn đến sai lầm của một tập thể. Và đối với một quốc gia thì nó ảnh hưởng đến à, quốc sách đường lối hưng thịnh của một quốc gia nếu như anh quyết sách đúng thì cái quốc gia anh thịnh vượng mà anh quyết sách sai thì quốc gia anh đụn bại vậy thì mê tín cực tả là tin vào cái chính kiến của mình một cách quá đáng mà không có cơ sở khoa học nào để chứng minh cái lòng tin của mình cả mà mình bảo cứ thấy tin là tôi, tôi là thánh tôi là trời tôi là thần tôi là phật vân vân tôi đưa ra cái gì là đúng cái đấy và mọi người phải tin nếu anh tôi mà không nhìn thấy thì cái này không có nó là cách ví dụ cho chúng ta dễ hiểu ví dụ như tôi mà ra ao mà tôi không nhìn thấy con cá bảo ao này không có cá vì sao mà tôi không nhìn thấy cho nên những cái trò nhiều người thậm chí các nhà khoa học nói bằng cấp và học hàm học vị thôi nhưng đối với cái hiện tượng mà họ không chứng kiến Họ không được thực chứng thì họ phủ định đất Họ làm gì có Cái này với tôi không nhìn thấy Thế này thế khác, thế là phủ định luôn Còn những cái người mà người ta có tư duy logic Thì người ta bảo tôi không thấy Chứ không có nghĩa là người khác không thấy Họ chỉ cần nói là tôi chưa chứng kiến Tôi chưa thấy thì chả sao Nhưng họ dùng cái quyền uy Dùng uy tín của họ Tôi là học hàm học vị thế này Tôi là ông nọ bà kia tôi quyết sách cái này là không có là không có cái đấy gọi là mê tín cực tả cái mê tín cực tả này à, là cái hay mắc trong các hệ thống lãnh đạo chứ đừng mọi người cứ đừng nghĩ mê tín là cái ông cúng len phe chỉ là một phần thôi còn cái mê tín cực tả là đa phần nằm ở các cấp lãnh đạo của các tổ chức của các cơ quan thậm chí kể cả một số quốc gia khi họ quyết sách họ phải tin cái họ đưa ra là chuẩn nhưng cái khi thất bại rồi thì lúc ấy cả quốc gia phải gánh chịu cả đường lối của đất nước bị gánh chịu đấy cũng thuộc loại là mê tín cực tả còn một loại nữa là mê tín cực hữu mê tín cực hữu là tin tín là tin nhưng tin người một cách quá đáng ai nói gì cũng tin điển hình trong câu chuyện này người ta gọi là đẹo cày giữa đường tức là cái gì mỗi ông góp ý kiểu gì mình cũng tin đấy gọi là mê tín cực hữu do vậy nghe người ta nói thế này nghe người ta nói khác thế là mình tin liền không có suy xét không có những cái chính kiến khoa học gì cả nghe người ta nói thế là tin luôn à, gọi là cái đồ ba phải người ta gọi là mày là cái đồ ba phải cái gì cũng ừ, ừ cái gì cũng gần đấy gọi là mê tín vậy để trong cái mê tín đó thì có cái chuyện mê tín về tín ngưỡng người này người khác nó giả vờ nó nhập lên nói ông này nó là ông thầy nọ thầy kia nó là ông tiên ông phật ông trời rồi là ông thần linh nọ kia nhưng chính nó cũng biết là nó mừng nó lừa chứ không phải không đó nhưng cái người nghe cái đấy cứ tưởng thật cho nên nó mới hành nghề mê tín nó mới có đất diễn được nhưng cái anh hành nghề mê tín ấy thực sự anh biết anh có khả năng gì hay không nhưng muốn để cho xã hội tin thì anh phải bịa ra lý do này, bịa ra lý do khác à, và rất giống như là một cái hành trang kỳ kỳ lạ vậy. Đấy, thì nghe cái người nghe đa phần là cái học vấn không có hoặc là kể cả có học vấn nhưng mà bị à, bị một cái tư tưởng là cứ ai thế nói thì mình tin còn không dám tin vào cái bằng chứng khoa học. Cho nên là cái việc hành nghề mê tín mới có đất diễn trường hợp này mới gọi là mê tín cực hữu mê tín cực hữu là làm mồi cho những cái trò mê tín dị đoan đang hành nghề ví dụ như hành nghề mê tín dị đoan nó làm ông xưng là ông thầy ông thánh ông trời ông phật rồi nó nói những cái điều kỳ lạ thêu dệt những câu chuyện hoang đường mà mình cũng tin nào là lấy năng lượng gốc vũ trụ, nào là lấy năng lượng từ chỗ này, từ ngồi đây năng lượng ở chỗ kia, thế là mình cũng không không có suy xét khoa học, cho nên mình vội tin ngay, đấy người ta gọi là mê tín cực hữu. Vậy thì trong khái niệm về mê tín thì khái niệm chung nhất là tin một cách mê muội. Trong tin một cách mê muội thì có hai nhánh, một là tin mình một cách võ đoán tin mình tất nhiên trong cuộc sống ai chả tin mình nhưng tin mình mà đến mức mà phủ định tất cả những cái của người khác đấy gọi là mê tín cực tả. còn một người thứ hai mê tín cực hữu ai nói gì cũng tin điển hình cái câu này thành ngữ gọi là đẹo cày giữa đường hoặc là người ta nói một câu gọi là đồ ba phải cái gì cũng phải hết thì đấy là anh mê tín cực hữu thế thì đối diện với mê tín thì nó là tránh tín và cái tránh tín này với các khoa học thì nó lại đi với nhau Ở ví dụ như là khoa học hiện nay có những khoa học nhất là nghiên cứu về những cái mờ nghiên cứu về những cái mà không dễ nhìn thấy thì thường nếu không cẩn thận thì lại nhảy sang lĩnh vực mê tín cho nên chúng tôi mới có một câu khoa học tâm linh phi vật thể là một môn khoa học rất đặc biệt là bước một chân là có thể sang lĩnh vực mê tín cho nên tôi nói một câu là giữa khoa học hoặc giữa tránh tín khoa học và mê tín thì không còn một cái chỗ để ta cắm đủ một cái, cái đầu kim cơ. tức là các vị thấy kim nó cũng nhỏ nhưng mà ranh giới giữa Khoa học của mê tín nó nhỏ đến mức không tìm được được một chỗ để cắm cái đầu kim. Nếu không cẩn thận thì các nhà khoa học cũng có thể nhảy sang mê tín. À, vậy thì chúng ta thấy ta giải thích mê tín rồi, tức là tin một cách mê muội rồi. Nhưng còn khoa học thì sao? Để khoa học phải là một môn nghiên cứu để khám phá cái mới. Tất nhiên có những cái mới không phải ai cũng biết được vì cái nhà khoa học cũng nghĩ ra một công thức hoặc cái mới thì mình ông là người đầu tiên trong tranh thủ được một vài số người công nhận đấy chứ còn tầm xã hội họ chưa tiếp cận được vì sao là phải tìm ra cái mới mà trong khi cái cũ thì đang phổ cập rồi ai à, cũng biết rồi bây giờ lật đổ những cái cũ đi đưa cái mới vào không phải là điều dễ dàng nhưng bản chất của khoa học là phải đi nghiên cứu khám phá để tìm ra hay đưa ra những học thuyết để xóa bỏ những cái gì cũ kỹ, xóa bỏ những cái lạc hậu, để tiến tới những cao hơn. Vậy thì ở đây khoa học không có nghĩa là ông nghiên cứu những cái mới đâu, ông xóa bỏ cái cũ đâu. Mà người ta thấy cái hay của thành tiệu cũ, 10 phần thì còn sử dụng được mấy phần, còn mấy phần khác chưa đúng, phải thực nghiệm lại, để chứng minh lại, hoặc bổ sung cho nó đầy đủ Tôi nói ví dụ như trong một cái xe ô tô chẳng hạn Nó xuống cấp thì không phải tất cả các bộ phận đều xuống cấp như nhau Ví dụ như cái ô tô là cái anh xăm lốp ấy Thì anh bị xuống cấp rất là nhanh Có khi anh 6 tháng, 1 năm vân vân Chạy nhiều đã hỏng rồi Nhưng mà cái động cơ hoặc các bộ phận cấp của nó vẫn còn nguyên vẹn Lâu Hay Cho nên là, là gì? Là trong cái việc đó <laughs> Là cũng có cái để chúng ta thấy rằng về vấn đề khoa học tìm ra cái mới. Ngay cả cái việc là xác minh cái cũ cái nào còn dùng được. Họ có thể vì tinh thần khoa học họ biết là cái cũ này đúng hay là không đúng. Cái cũ không đúng, người ta phải dùng phương pháp điều chỉnh. Cho nên khoa học là phải làm một nghiên cứu nhằm khám phá ra những cái mới để thay thế dần những cái cũ thì loài người mới đi lên được Đấy. và khi chúng ta nghiên cứu khoa học thì có hai phần một là gì phần thứ nhất bằng những kinh nghiệm đến là khoa học này thì họ chưa đưa ra một cái lý thuyết nào vội được mà họ, họ xây dựng một cái kinh nghiệm kinh nghiệm thì tính theo bài toán xác suất ví dụ như xác suất của nó 100 lần thì xảy ra cái điều a điều b này là bao nhiêu phần trăm Đấy là nhiệm vụ của khoa học Nếu như phát, phát minh ra một công thức Không một định lý thì nó khác Nhưng mà trong khoa học cũng có cái môn Là về khoa học xã hội Nhưng để dính dáng đến cái thế giới siêu hình Thì cái quan điểm khoa học Là phải trắc nghiệm Phải thực hành Thực hành này không phải chỉ 10 ca hoặc là 50 ca mà hàng trăm thậm chí hàng ngàn ca thì mới tính được độ chính xác của nó. Ví dụ như người ta tính độ tin cậy của cái máy bay này. Bao nhiêu phần trăm? 99 phần trăm. 99 phần trăm tức là phải tập hợp được 99 cái cuộc nghiên cứu. Chứ có phải 1, 2 kiểu. không phải một hai kiểu cho đánh giá ngay là không đúng. Ví dụ như ông nghiên cứu được 10 trường hợp thì chỉ nói là 10 phần 10 thôi chứ. Trong toán học 10 phần 10 đến 100 hoặc là 1.000 phần 1.000 cũng như nhau hết để ý nghĩa toán học. Nhưng mà trong khoa học thống kê xác suất thì khác nhau hoàn toàn. Tức là độ tin cậy của các anh 10 phần 10 so với độ tin cậy của các anh 100 trên 100 sẽ khác. 100 trên 100 thì ý nghĩa của nó cao hơn, độ tin cậy của nó cao hơn. Hoặc 1000 nghìn phần 1000 nghìn thì độ tin cậy lại càng chính xác nữa cho nên là đây chúng ta thấy là bài toán xác suất dựa vào kinh nghiệm ví dụ như chúng ta thấy ngày xưa người ta cũng dự báo thời tiết mà dự báo thời tiết thì có thể dựa vào cái cây đa cái có cái rễ đang nắng này là có cái rễ nó trắng nó mọc ra à, thế là người ta bảo xong mưa hoặc cái cây cỏ gà ngày xưa chúng tôi đi uh, chăn trâu ở ngoài đồng thì đang nắng này như nhìn thấy cây cỏ gà à nó mọc trắng ra là biết là sắp mưa rồi hoặc là thấy cái dễ đa nó ăn trắng ra là bảo nhau thôi chứ mai mai có thể mai kia là không chơi đánh trận được nữa có khi là phải tìm phương pháp ấy, đi cắt cỏ để dự trữ như vậy thì đấy là những cái kinh nghiệm đấy, kinh nghiệm và đài khí tượng thủy văn cũng vậy thôi là người ta cũng căn cứ vào đo được áp suất nhiệt độ hướng di chuyển của gió thì người ta tính ra được là ngày mai vùng nào mưa hoặc không mưa Bài toán này không ai dám nói là cái ông thiên văn 100% cả Mà chỉ 99% hoặc 99,9% vân vân Thì nó đo bằng bài toán xác suất Đối với khoa học thử nghiệm Còn một cái môn nữa là môn khoa học trí thức Ví dụ như là khoa học gọi là Liên hiệp, hộ hiệp hội khoa học và Liên hiệp hội khoa học xã hội và Liên hiệp hội khoa học tự nhiên tức là khoa học xã hội nó cũng có cái môn, nó cũng nghiên cứu về gì? Nghiên cứu về trí thức khoa học và trí thức khoa học phải có một cái mô hình nó phải được tồn tại dưới cái dạng định định luật định đề hoặc là có những vấn đề người ta còn ghi là chân lý luôn, chính xác luôn. Đấy cho nên rằng là, là khoa học tôi nhắc lại đó là một môn nghiên cứu để tìm ra cái mới cái mới đấy nó có thể phủ định hoặc nó cung cận một phần tức là sửa chữa đấy. bổ sung những khiếm khuyết của những cái ngày xưa do vậy để làm mới và làm văn minh hơn vậy nhờ có khoa học và con người ta sáng tạo ra những cái mới đấy, đấy gọi là tinh thần khoa học vậy thì từ đây chúng ta thấy được cái câu hỏi của bạn là sự khác nhau giữa mê tín và khoa học ở chỗ đó khoa học là cũng, người ta cũng tìm ra cái mới thế nên cái mới thì trong dân gian nó có siêu hình nó cũng chưa tồn tại đâu cả mà đây là cái ông khoa học ông bác học nó nghĩ ra lần đầu tiên nhưng cái việc nghĩ ra công thức thì bằng kinh nghiệm ví dụ như là tìm ra điện edison tìm ông thí nghiệm hàng ngàn thí nghiệm chứ không phải một thí nghiệm và cuối cùng ông tìm ra ông tìm ra cái đấy bằng khoa học thực nghiệm đấy chứ hay là phát minh ra công thức cái ông newton nó ngồi ở đây thì thấy cái quả táo nó rơi xuống ông nghĩ có thì tại sao nó rơi xuống mà không rơi lên thì từ đó đi ông mới phát minh ra cái định luật vạn vật sắp dẫn đó nghiên cứu ra thành cái công thức hay là gì cái ông Archimedes ấy, ông nhảy xuống ao ông tắm Ông tắm cái thì tự nhiên là nó thấy nó nổi phanh phanh lên Tự nhiên ông nhảy cả trên bờ, ông tổng ngồng cũng sướng quá rồi. Ông nghĩ ra một cái định luật Người ta gọi là định luật Archimedes Định luật đầy nổi Tức là chắc nhiều vị đi học rồi Định luật Archimedes thì học cấp 2 đã học rồi Tức là một vật à, Được nhấn chìm Trong nước chẳng hạn ấy Trong một chất lỏng Thì nó cứ bị cái chất lỏng hay nước đấy Đẩy lên theo một phương thẳng đứng và nó có giá trị bằng chính cái trọng lượng của vật mà bị trọng lượng của, của cái vật chất lỏng ấy. mà cái chất lỏng ấy là cái thể tích của nó là do cái vật chiếm chỗ ví dụ chiếm chỗ một mét khối, mét khối chẳng hạn thế thì hòn đá bỏ xuống nước một mét khối thì nó bị hòn đá đẩy lên một cái lực mà cái lực ấy thì bằng một mét khối nhưng không tính mét khối của đá mà tính mét khối của nước từ đấy trở đi nếu như cái khối lượng riêng của nước và cái vật bỏ vào như đá nước nếu lớn hơn thì là hòn đá nổi mà nếu như cái trọng lượng à, cái khối lượng riêng của hòn đá lớn hơn thì nước chìm bởi vì cái lực đẩy lên không thắng được cái trọng lực của viên đá thì đấy là bản chất của định luật Archimedes. định luật Archimedes thì đó là gì do nghiên cứu thực nghiệm, xong đó rồi ông kết quả cộng với những cái trí tuệ nữa thì coi như là thành một cái định luật. Vậy thì đấy gọi là khoa học. Khoa học ấy nó có đặc trưng, nó có lý luận và nó có thực chứng, nó phải chứng minh được. Chứng minh có thể bằng thí nghiệm thực tế hoặc là bằng bài toán xác suất thống kê xác suất thống kê là nó khác với cái lẽ thường ví dụ như lẽ thường thì nó bằng một số a nhưng mà khi anh có sự chỉ đạo nó phải bằng một số b tôi nói ví dụ như chúng tôi à, phụ trách cái đề tài khoa học đề tài nhà nước ấy, giữa liên hiệp khoa học UIA, viện khoa học hình sự bộ công an và trung tâm bảo trợ văn hóa truyền thống là thực hiện một cái đề tài khoa học của nó mà tìm mộ để sĩ bằng khả năng ngoại cảm Vậy thì bây giờ nếu chúng ta đi vào Hai anh tranh luận anh bảo có Anh bảo không Thì về có Tết Công Gô cũng chưa kết luận được Vì sao? Cái việc tranh luận kiểu ấy Sẽ không phải là bản chất Không ra được Chúng tôi phải dùng bài toán xác suất thống kê Bài toán xác suất thống kê là gì? Là nếu như tự nhiên chúng ta mang quốc thuồng gậy gọc ra ngoài cánh đồng hoặc là vào rừng chúng ta đào Thì cũng có khi vớ được một cái hải cốt có thể nhưng mà bao nhiêu cái việc một cái hố đào ngu ngớ thôi ông cứ rao gặp cái gì ông thích đào thì ông đào hoặc vào rừng ông thích đào cái chỗ nào để tìm mà nó tự nhiên nó vớ được cái hải cốt thì đấy gọi là xác suất thống kê vậy thì cái xác suất này người ta tính là ông cứ đào một cái tự nhiên không có chỉ định gì cả thì ông đào bao nhiêu nghìn bao nhiêu vạn cái thì vớ được cái hạt cốt ở cánh đồng hoặc bao nhiêu vạn cái hố thì ông vớ được cái có một cái hố có sự người là cốt đấy gọi là xác suất tự nhiên đấy. nhưng cái xác suất có chỉ định tức là phải cao hơn xác suất tự nhiên ví dụ như xác suất tự nhiên gõ hàng vạn thậm chí hàng mấy chục vạn cái đào ngũ ngớ vớ được một cái hài cốt đấy gọi là xác suất tự nhiên nhưng xác suất của ngoại cảm nó cao hơn rất nhiều ví dụ như là nó tìm 100 chỗ thì ít nhất nó phải chính xác được đến sáu bảy mươi tức là 60 đến 70 những cái hố mà có thể có hiệu quả tức là vượt xa hàng rất nhiều lần so với xác suất ngẫu nhiên thế người ta mới kết luận là có khả thi hay không khả thi à, đấy người ta gọi là tính chất nghiên cứu khoa học dùng bài toán thực nghiệm còn những bài toán từ thực nghiệm đó người ta dùng trí tuệ để phát minh ra công thức mới mà cái công thức này có thể phủ định những cái cũ bởi vì khoa học là phải tìm ra cái mới và phủ định những quan niệm cũ những tư duy cũ hoặc là những công thức còn lạc hậu công thức còn chưa đầy đủ đấy là chức năng của khoa học vậy thì như bạn hỏi làm thế nào làm thế nào để tránh được những cái việc mê tín thì chúng ta thấy nghiên cứu những cái thực thể thì dễ những cái phi thực thể những cái siêu hình thì không phải dễ dàng nếu không tư duy cẩn thận thì rất có rẻ một chân đã lạc sang mê tín dị đoan tôi không tiện nói một số các nhà nghiên cứu có học hàm học vị rất cao nhưng vẫn rơi vào mê tín bởi vì những cái chúng ta tin xong chúng ta kết luận rồi chúng ta đưa lên mạng cho xã hội với cái, cái tần số xuất hiện chưa đủ lớn ví dụ như thấy cái hiện tượng a hiện tượng b thế nào ok kết luận luôn cái đấy phi khoa học bởi vì những trường hợp đó khi chúng ta kết luận là phải dựa vào hàng trăm hàng nghìn cái thí nghiệm thì mới kết luận được đó là cái bài toán đấy phải đoán dựa vào xác suất độ tin cậy nếu như các kể cả các nhà khoa học học ra học vị rất cao nhưng khi cái kết luận về vấn đề siêu hình kết luận về vấn đề về tâm linh về ngoại cả mà cái thông tin chưa đầy đủ chưa hội đủ tất cả những cái bằng chứng thì cái kết luận vội vàng cái đấy cũng gọi là mê tín là mê tín là nói ví dụ như chúng ta mới thấy được một vài hiện tượng thì chúng ta kết luận ngay là mê tín nhưng trong khoa học cũng có cái, chỉ cần một bằng chứng thực tế mà người ta đã kết luận được rồi. Được phủ định hoặc là khẳng định. Thì chúng ta thấy sự khác nhau giữa khoa học và mê tín dễ dàng. Ở đây là bạn nói làm sao mà tránh được cái việc mê tín mà. Mà thấy được sự khác nhau giữa mê tín và khoa học. À, tôi nói ví dụ như trong khoa học. Nhất là trong 25 năm qua, tôi cộng tác với chỗ... À, giáo sư thiếu tướng ngô tiến quý là viện trưởng của học hình sự và các cán bộ như lê diệp đĩnh với anh trần đức đĩnh tất cả các anh này trong viện khoa học hình sự nó cho tôi một cái tư duy rất là hay cũng có những cái tín hiệu gọi là thông tin cá biệt mà chỉ cần một thông tin đó thôi là người ta có thể phủ định hoặc chỉ cần một thông tin thôi là người ta có thể khẳng định à, nó hay như vậy ví dụ như là chỉ cần một thông tin mà người ta có thể phủ định à, trong ngày xưa ở trường tôi cái hồi dạy đại học kiến trúc cũng có một ông thầy là bị nghi ngờ dính đến một vụ án thì có hẳn rất nhiều cái bằng chứng khoảng mấy chục những cái bằng chứng mà rất là khớp là vào thời gian đó ông có đến rồi kể cả ông đặt cái vân tay trên trên cái nắm qua cửa rồi tất cả những cái thứ quan hệ trong xã hội rất gần gũi với đối tượng bị giết Đấy, và gần như là lúc ý tám chín mươi công an đi theo là cứ nói với ông này là giết người thì nhận đi giết người thì nhận đi tức là tất cả các bằng chứng hầu như là chống lại ông giờ đấy ông cũng đến giờ cái người à, bị sát hại cũng đến rồi là có một cái vân tay của ông ấy trên nắm cửa sổ à nắm khóa cửa cũng có như vậy thì cái bằng chứng ấy, nó xuất hiện rất dễ nếu như chúng ta mà không có một quan điểm khoa học rất dễ tin Quyết tận vội vàng rất dễ tin cho nên cái ông 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 ông, ông, ông thầy cũng dạy bộ môn với tôi để học kiến trúc như vậy là trong mấy tháng điều tra gần như nó căng thẳng vì cái bằng chứng chống lại ông vì cái vụ giết người đúng vào lúc ông đến vân tay của ông trên chìa khóa trên bầu cửa có nắm đấm có, có thế cả cái thứ mà quan hệ xã hội thầy trò cũng thân mật Nhưng có một cái chi tiết này Về sau người ta loại bỏ ngay Là gì? Là những cái à, Cái nhóm máu Của cái kẻ gây án ấy. Và cái nhóm máu Của ông thầy giáo Không giống nhau Chỉ một cái đấy thôi Thế là người ta hủy thôi Không cần những cái yếu tố khác ví dụ như là thời giờ ông cũng đến đấy có không đã chẳng sao rồi là gì ông nắm tay vân tay trên cửa cũng chẳng sao yếu tố đó nó chỉ hỗ trợ rằng chứng minh ông có đến thôi nhưng còn từ có đến ấy có giết người hay không thì lại khác vậy thì cái nhóm máu mà trên cái tăng vật để cái kẻ giết người để lại thì cái nhóm máu của cái kẻ gây án với nhóm máu của ông thầy khác nhau chỉ cần một cái chi tiết thôi người ta dừng không điều tra ông này nữa Đó. thì trước đây ngày nào họ cũng điều tra đấy để nói rằng chỉ một bằng chứng thôi Nào khoa học người ta đã khẳng định là nào, bằng chứng ấy gọi là thông tin cá biệt phủ định luôn còn một cái bằng chứng khác trong khoa học chỉ có thể một bằng chứng thôi mà khẳng định luôn đấy. mà vứt hết đi 99 cái khác. Ví dụ những cái nhà khoan thăm dò dầu khí. Người ta khoan 99 cái mũi khoan mà chẳng tìm thấy dầu cả. Nhưng một mũi khoan thứ 100 có dầu, chỉ là một mũi khoan tìm thấy dầu. Thì chúng ta kết luận là vùng ấy có dầu hay là hay là không có dầu ạ? Một mũi khoan thôi mà 99 mũi khoan không có dầu bỏ. Một mũi khoan kết luận ngay vùng này có dầu khí đó hay là một cái ví dụ khác cũng điển hình chỉ cần trong hình sự gọi là thông tin cá biệt điển hình ví dụ là một cái ô tô tải nó chở 99 bao bột mì hoặc ngũ cốc đi theo nhưng nó giấu dưới đó một bao thuốc phiện thì chúng ta kết luận cái xe đấy là phạm pháp hay là một phạm pháp đương nhiên là phải kết luận một trăm phạm pháp vì một cái bao thuốc phiện đấy chỉ cần tìm một bao thuốc phiện đấy thôi thì toàn bộ những chín mươi chín bao bột mì chỉ là gì là báo che đậy thôi ngụy trang thôi hiện nay có một số những cái, kẻ hành vi tà đạo hoạt động trái phép Xưng hô Thế này sư ngô thế khác. Là toàn tung bột mì này, tung những cái hóa trang vào đây. Nhiều người không biết được cái bao bụng thuốc viện mà chỉ cần nhìn vào phân tích. À, nào là mang thế bao bột mì thì ông cũng nói ca ngợi cái bao bột mì này tốt lắm để ăn lúc đói. Thì ta có thể luộc lên hoặc là dán bánh hoặc là làm quẩy hoặc là làm cái này khác. Thế là ông cứ đi phân tích cái tính chất tốt đẹp của cái bao bột mì. Đấy và ông làm đủ các thứ bánh ga tô thì ông các thứ trên đời ông mang ra ông phân tích nhưng có mỗi cái bao thuốc viện thì ông không phân tích hiện nay ấy, rất nhiều cái môn tả đạo những năng lượng gốc của rồi cũng thế đấy. nó đưa một số cái bao một bì nó che đi nhưng mà cái cái phản động mà cái bao thuốc viện phản động ấy, nằm ở đấy thì các vị không nhìn thấy à, thì nếu như chỉ cần một bao thuốc viện thôi thì toàn bộ chín bao bột mì kia sẽ là gì? Là đồ ngụy trang Chúng ta không đánh lẫn rằng cái anh này 99% tốt, 1% xấu Không có chuyện đó Đó Vừa rồi, nhiều tôi, tôi cũng có mấy cái hội thảo khoa học Cái ông để ông ra sức cũng chứng minh là Cái này là có tốt, đẹp, để có năng lượng Rồi thế này, rồi thế khác Giống như là cứ ca ngợi cái bột mì Nhưng quên mỗi một điều là bao thuốc phiện Tác hại của thuốc phiện thì ông không nói ra Vì sao? năng lượng vũ trụ là gì liên quan đến cái lá cờ việt nam nhỉ cái ngôi sao của việt nam nhỉ làm sao phải xoay ngược cái ngôi sao của việt nam xuống nhỉ ở ngay cái đấy chúng ta đã thấy là gì cái, đu, cái lòi cái đuôi ra là là phản chính trị rõ ràng mà chúng ta không thấy một cái đấy là cái bao thuốc phiện hay sao cho nên trong công tác hình sự khoa học chỉ cần một bằng chứng thôi đấy là khoa học xã hội nói một bằng chứng thôi người ta kết luận ngay lập tức là gì một bao bột bì à, 99 bao bột mì và một bao thuốc phiện kết luận luôn là đây là kẻ phạm tội Đó. vậy thì đấy là tính chất khoa học bằng thực chứng và cái này nó có cách kết luận của nó có những cái nó kết luận dựa trên cái thống kê rất là nhiều nhưng cũng có cái chỉ cần một thông tin cá biệt điển hình thì tự nhiên người ta kết luận ngay ví dụ như là trong chúng tôi dùng cái biện pháp này để tìm mộ liệt sĩ chứ à, chứ nếu như dùng tìm đào ra hàng trăm hàng nghìn cái hố trong rừng thì làm sao mà theo cái phương pháp ấy được hay ra cánh đồng tự nhiên mình đào hàng mấy trăm cái hố không có hài cốt làm sao được nhưng người ta tìm thông tin cá biệt điển hình ví dụ tìm phải được bộ hài cốt bộ hài cốt có đặc điểm đặc biệt ví dụ như tìm được hài cốt của trung tướng nguyễn bình hy sinh à, tại campuchia thì cái thông tin điển hình nhất là gì là con mắt trái là con mắt giả cái hàm răng cũng là hàm răng giả vậy thì một vị tướng hy sinh tại chiến trường campuchia mà mắt trái là hàm mắt giả hàm răng là giả thì có tìm hàng vạn cái ông tướng ở đấy cũng không có ai có có hai cái đặc điểm đó cả cho nên chỉ cần một cái thông tin đó thôi là người ta có thể thông tin cá biệt tình hình và thông tin này cá biệt này nó có tác dụng cũng giống như hàng vạn cái À, độ chuẩn xác của giám định gen Giám định gen này Theo giáo sư Ngô Tiến Quý nói tôi là có khoảng 2 phần vạn Có nghĩa là hàng vạn ca Thì sẽ có 2 ca không chuẩn xác Vậy thì cái thông tin Về cái con mắt trái là mắt giả Hàm răng giả Của Trung Tiến Nguyễn Bình ở Công Chia là Nó giá trị tuyệt đối gần như là ở Giám định gen vậy Thì đấy là khoa học Thì chương trình Khảo nghiệm tâm linh tìm mộ địa sĩ Chúng tôi phải dùng cái biện pháp mà à, thuật toán của chúng tôi dùng là thuật toán xác suất thống kê nhưng trong cái xác suất thống kê có những cái thông tin cá biệt thông tin điển hình từ một thông tin cá biệt ta có thể kết luận được có hoặc không có thể khẳng định hoặc phủ định được điều đó nhưng mê tín thì không có điều đó mê tín là ông cứ thấy nó nói một lần thế nào ông cứ tin như đặc hiện nay có rất nhiều kẻ hoạt động mê tín dị đoan vậy là họ nói thế này thì các ông thấy đúng rồi thế đó ông tin ngay cho nên nó cứ tha hồ nó nói nguyên tuyên vậy thì cái câu của bạn là sự khác nhau giữa thế nào mà là khoa học và mê tín dị đoan thì tôi xin nhắc lại khoa học là nó phải nghiên cứu được những cái mới phủ định được những cái cũ nhưng phải có bằng chứng khoa học bằng thực nghiệm hoặc là gì là trí tuệ logic thì cái đấy là chúng ta đấy là khoa học còn ngược lại thì mê tín là tin một cách mê muội, có thể tin mình một cách mê muội hoặc tin kẻ khác một cách mê muội thì đấy là mê tín. Thì trong khoa học nghiên cứu về thế giới tâm linh siêu hình không cẩn thận rất có thể dẫm một bước sang mê tín dị đoan. Có thể đang ở một chân khoa học mà chân kia đã có thể chuẩn bị bước sang mê tín dị đoan đó là điều mà rất khó khăn cho nên đòi hỏi những cái nhà nghiên cứu phải rất là tỉnh táo trước khi thông tin một cái gì đó ra xã hội cho mọi người thì anh phải khẳng định được cái thông tin của anh là thông tin cá biệt điển hình hay chỉ có thông tin chưa đủ lớn thông tin chưa điển hình mà anh đã công bố thì lúc ấy anh cũng sẽ rơi vào mê tín dị đoan cảm ơn các quý vị đã có à, theo dõi và gửi câu hỏi về chương trình này